Cô thân chào các bạn. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho tất cả các con giáp có cái tháng sinh là tháng 7 âm lịch. Thì như vậy khi mà các bạn mẹ bạn mang thai á, thì mang thai bạn vào cái tháng 10 năm trước và sinh bạn vào cái sau cái tiết lập thu, thì cái con người của mình nó rất là hiền lương, tỉ mỉ. Thì ngoài cái tính tình mình á, thì ở ngoài á, thì trông rất là cương nghị, nhưng mà ở ra bên trong á, mình rất là nhu, rất là hiền lành. Con người mình rất là hiền lương. Về ý chí của mình á, thì con người mình á, rất vững vàng. Khi mà mình đã quyết định cái điều gì á, thì mình cương quyết làm cho được việc. Gặp khi mình làm việc thì mình làm việc rất là nghiêm túc. Thì tuổi trẻ của các bạn đó thì thường thường nó rất là cực khổ ở cái giai đoạn đầu, nhưng mà về sau về già thì tài lộc của bạn nó mới vững. Thì bây giờ đặc tính của cái người cái tháng 7 là cái tháng gì? Tháng 7 là tháng thân, mà thân nó thuộc là kim, cho nên cái đà cái cộng vô cái con người mình nó cứng rắn, và mình cũng có hơi cái phần bướng bỉnh, mình dễ xung đột trong cái cuộc sống và dễ nóng tính. Như vậy là bây giờ cô phân tích sự mà cái tương giao giữa cái 12 con giáp, thì 12 con giáp nó khi mà mình xuyên ra ngũ hành á, thì nó chia ra làm năm hành, những cái con là kim mộc thủy thổ quả. Bây giờ những cái những người mang cái hành thủy đó là những cái người tuổi Tý và tuổi Hợi. Những cái bạn mà sinh cái có cái hành mệnh mình đó là thổ á, gồm có Sửu, Thìn, Mùi và Tuất. Mang cái hình mộc, mang cái hành mộc gồm những cái bạn có cái tuổi Dần và tuổi Mẹo. Mang hành kim là những bạn có cái tuổi Thân và tuổi Dậu. Và cuối cùng những cái bạn mà có cái tuổi Tỵ và tuổi Ngọ thì cái mệnh của mình là cái mệnh quả. Vì là cái tháng 7 là nó thuộc về kim, cho nên cái nhóm 1 là cái nhóm mà thuộc về cái hành thủy, nghĩa là những người ở Tý và Hợi á, thì kim với thổ nó tương sinh nhau, cho nên những người ở cái tựa nhóm này đó dễ gặp những cái điều thuận lợi trong cái cuộc sống của mình lắm. Mình lại thường gặp những cái quý nhân người ta giúp đỡ mình để mà mình làm việc được thuận lợi, tiền bạc mình được sung túc. Như vậy là những cái người mà tuổi Tỵ, tuổi Tý và tuổi Hợi á, thì sinh vào trong cái tháng 7 là được thuận lợi, được may mắn nhất nha. Rồi tiếp sang cái nhóm thứ hai, nghĩa là cái nhóm mệnh thổ gồm có Sửu, Thìn, Mùi, Tuất. Thì cái nhóm này kim gặp thổ cũng là cái đường tốt đẹp thuận lợi, cho nên nó trong cái cuộc sống của mình á, mình dễ gặp những cái quý nhân, người ta phù trợ cho mình, người ta giúp đỡ cho mình. Và cái bản chất mình cũng đem lại, mình cũng thích làm những cái việc thiện, mình làm những cái việc để mà giúp ích lại cho đời, nghĩa là người ta giúp mình rồi mình lại giúp người. Qua cái nhóm mà nhóm thứ ba là những cái nhóm mà có hành mộc gồm Dần và Mẹo. Thì những người tuổi Dần và tuổi Mẹo là mình thấy mình đã có cái mệnh mình là mệnh mộc nha, mà gặp cái tháng nó mang hành kim, cho nên nó tương khắc. Từ cái chỗ tương khắc cho nên trong cái cuộc sống của mình đó, mình thường gặp những cái cảnh trái ngang, những cái cảnh mà nó không thuận lợi với mình, nó có những cái chuyện tai nạn, gây những cái buồn phiền vượt cửa cho mình. Thì các bạn thấy kim mà với mộc gặp nhau thì bên nào cũng tả tơi, mộc cũng tả tơi mà kim cũng bị sức mẻ. Cho nên những cái người mà sinh cái tháng này nó dễ gặp những cái điều mà không hay trong cái cuộc sống. Rồi tiếp sang cái nhóm
sa mang cái mệnh kim là những người thân dậu, thì các bạn thấy kim kim gặp nhau thì nó bình hòa. Nhưng mà khi trong cái cuộc sống mà các bạn kim với kim mà nó đụng chạm nhau thì nó cũng có bị sức mẻ, nó cũng không phải là một cái điều hay lắm. Cho nên những cái người mà mệnh kim á, trong cái cuộc sống họ thì nó cũng không có được mấy gì, nó suôn sẻ. Mình dễ gặp những cái chuyện sân si, mình dễ gặp những cái chuyện làm cho mình buồn bực. Cuộc đời mình nó cũng nhiều sóng gió đa đoan lắm. Tiếp tục cuối cùng là những cái nhóm mà mang mệnh hành quả. Mang hành quả gồm có tỵ và ngọ, thì sinh vào trong cái tháng 7 là cái tháng kim. Như vậy là kim quả gặp nhau thì đầy dễ va chạm lắm. Các bạn biết là kim với quả gặp nhau thì bên nào cũng có chuyện sức mẻ. Quả nó thiêu đốt kim, làm cho cái cuộc sống mình cũng không được bình an vui vẻ. Nhưng mà các bạn nội lưu ý cho một cái điều này là sự thành công của kim là nhờ có mật, nhờ có quả, nó sự va chạm giữa kim và quả để làm cho con người mình nó được trưởng thành hơn. Thì có những cái cú sốc, có những cái va chạm như vậy thì càng ngày mình nó càng hoàn thiện con người mình hơn, càng ngày mình càng tốt đẹp hơn. Có sóng gió rồi thì con người mình nó mới trưởng thành, nó tốt đẹp, nó trưởng thành hơn. Thì như vậy là cô vừa chia sẻ cho các bạn, những bạn sinh tháng 7, thì chúc các bạn có nhiều vui vẻ. Và nếu các bạn thấy đúng thì hãy comment ở bên dưới để chúng ta biết nó thực tế nó có đúng như cái sự đoán hay không nha các bạn. Thân ái chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe.